Vui mừng chào đón tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube và các cuộc thi sắc đẹp của mình. Ban tổ chức cuộc thi Miss World Việt Nam năm 2022 đã chính thức công bố thời gian diễn ra vòng chung kết bắt đầu từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 12 tháng 8 năm 2022 tại Maryland, Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Và ban tổ chức đã phát động hai cuộc bình chọn mới nằm trong khuôn khổ vòng chung kết của cuộc thi là người đẹp truyền thông và người đẹp được yêu thích nhất. Theo thể lệ mới của cuộc thi năm nay, người đẹp thắng giải người đẹp truyền thông sẽ được đặt cách bước tiếp vào top 20 chung cuộc của cuộc thi và người đẹp thắng giải người đẹp được yêu thích nhất sẽ được đặt cách bước thẳng vào top 10 trong đêm chung kết diễn ra vào tối ngày 12 tháng 8 năm 2022. Tại vòng chung khảo, giải người đẹp truyền thông được trao cho thí sinh Nguyễn Thị Lệ Nam Em đã giúp cô tiến thẳng vào vòng chung kết của cuộc thi. Đối với giải người đẹp được yêu thích nhất vòng chung khảo một ngày trước đêm chung khảo toàn quốc được diễn ra, Nam Em luôn là thí sinh dẫn đầu trong cuộc bình chọn với số phiếu rất cao. Tuy nhiên, điều bất ngờ đã xảy ra ở ngày cuối. Thí sinh Vũ Như Quỳnh bất ngờ vượt lên với số phiếu bình chọn áp đảo và đã chiến thắng giải thưởng này. Để bình chọn cho giải thưởng người đẹp truyền thông, các bạn có thể truy cập vào đường link mình có cung cấp ở phần mô tả của clip này. Ban tổ chức chỉ tính lượt view trên nền tảng Facebook nên chỉ với một phương thức đơn giản là xem video giới thiệu của thí sinh là bạn đã góp phần giúp cho thí sinh mình yêu thích nhất có thể tiến gần hơn đến với vương miện Miss World Việt Nam năm 2022. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem qua video vận động bình chọn cho giải người đẹp truyền thông của top 38 thí sinh Miss World Việt Nam năm 2022 nhé. Tôi là Lê Nguyễn Bảo Ngọc, số danh 228 đến từ Cần Thơ. Là cô gái cao nhất cuộc thi, Ngọc luôn tự hào về chiều cao 1m85 của mình. Nhưng đối với Ngọc, chiều cao không hoàn toàn là lợi thế và cũng không là tất cả Ngọc có. Hãy đón xem Ngọc tại Miss World Việt Nam 2022 và đừng quên ủng hộ cô gái cao kiều này nhé. Xin chào các bạn, tôi tên là Nguyễn Thị Phương Linh, số báo gen 104. Tôi đến từ Quảng Trị. Mọi người hãy bình chọn cho tôi tại Miss World Việt Nam 2022 nhé. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên Huỳnh Nguyễn Mai Phương, số báo danh 216 đến từ Đồng Nai. Hy vọng rằng tất cả mọi người sẽ ủng hộ tôi cho phần thi Người đẹp truyền thông của Miss World Việt Nam 2022 nhé. Xin chào mọi người, tôi là Nguyễn Thị Lệ Nam Em, số báo danh 088. Hãy ủng hộ cho tôi tại cuộc thi Miss World Việt Nam 2022. Tôi tên là Vũ Như Quỳnh, số báo danh 499 đến từ Gia Lai. Trong Miss World Việt Nam 2022, tôi mong rằng sẽ nhận được sự theo dõi và cũng như ủng hộ từ mọi người. Tôi tên Lý Thị Thanh Thúy, số báo danh 189 đến từ Thái Nguyên. Tôi tự tin trở thành Miss World Việt Nam 2022. Tôi là Nguyễn Khánh My, số báo danh 516 đến từ Hà Nội. Mong mọi người hãy đồng hành cùng tôi và các cô gái trên hành trình đầy ý nghĩa của Miss World Việt Nam 2022. Tôi tên Trần Thị Bế Nguyên, số báo danh 068. Tôi đến từ Bến Tre. Đến với Miss World Việt Nam 2022, tôi hy vọng được mọi người yêu mến và ủng hộ. Tôi xin chân thành cảm ơn. Hola, ¿cómo está? Xin chào mọi người, mình tên là Nguyễn Phương Nhi. Số báo danh của mình là 116 và mình đến từ Thanh Hóa. Hãy ủng hộ và bình chọn cho mình tại Miss World Việt Nam 2022. Xin cảm ơn mọi người. Gracias. Xin chào, tôi tên là Lương Hồng Xuân Mai. Số báo danh 208 đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi hy vọng Miss World Việt Nam 2022 sẽ là nơi cho tôi được cống hiến những tài năng nghệ thuật và cũng như là đến gần với khán giả nhiều hơn. Tôi tên là Phạm Thị Hồng Thắm, số báo danh 005. Tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi quyết tâm chinh phục ngôi vị cao nhất tại Miss World Việt Nam 2022 và tôi mong sẽ đón nhận được sự ủng hộ từ mọi người. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Lê Nguyễn Ngọc Hồng. Tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh và số báo danh của tôi là 419. Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ đến từ mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Đặng Thị Kim Thoa, số báo danh 548 đến từ Long An. Trong ngôn sống của tôi là lấy tâm làm gốc, mọi việc đều xuất phát từ tâm, là khởi nguồn của sự thành công. Mọi người hãy ủng hộ cho mình nhé. Tôi tên Vũ Thị Lan Anh, số báo danh 237 đến từ Nam Định. Mọi người hãy ủng hộ cho tôi trên con đường chinh phục Miss World Việt Nam 2022 nhé.
Xin chào mọi người, tôi tên Nguyễn Thị Phương Nga, số báo danh 369 đến từ Khánh Hòa. Mọi người hãy cùng đồng hành và ủng hộ Nga ở những chặng đường sắp tới tại Miss World Việt Nam 2022 Nga. Tôi tên Hồ Thị Yến Nhi, số báo danh 392, 19 tuổi, đến từ Thừa Thiên Huế. Tôi tự tin, bản lĩnh và đã sẵn sàng thực hiện sứ mệnh của một Miss World Việt Nam 2022. Hãy theo dõi và ủng hộ cho tôi nhé. Xin chào tất cả các bạn. Mình tên là Trần Thị Hà Vi, số báo danh của mình là 319 và mình đến từ Nghệ An. Mọi người hãy ủng hộ cho mình và tất cả các thí sinh khác tại Miss World Việt Nam 2022 nhé. Xin chào, mình tên là Lưu Thanh Phương, số báo danh 215. Mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hãy ủng hộ và theo dõi mình tại Miss World Việt Nam 2022 nhé. Tôi tên là Đỗ Linh Chi, số báo danh 408. Tôi đến từ Hà Nội. Tôi nỗ lực để trở thành Miss World Việt Nam năm 2022. Xin chào, tôi là Nguyễn Thùy Linh, số báo danh 182 đến từ Hà Nội. Các quý vị khán giả ơi, hãy dành cho Thùy Linh thật nhiều sự ủng hộ cho vòng chung kết Miss World Việt Nam 2022 nhé. Tôi, Lê Trúc Linh, số báo danh 426, đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Hy vọng rằng mọi người sẽ ủng hộ cho Linh trong hành trình Miss World Việt Nam 2022 nhé. Tôi tên Nguyễn Hoài Phương Anh, số báo danh 146, đến từ Vũng Tàu. Tôi nỗ lực trở thành Miss World Việt Nam 2022. Mong mọi người hãy ủng hộ tôi trên chặng đường sắp tới. Tôi tên Lương Thành Minh Châu, số báo danh 035, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Mong mọi người hãy ủng hộ cho tôi tại vòng chung kết Miss World Việt Nam 2022 nhé. Tôi tên Nguyễn Thị Thu Hằng, số báo danh 433, đến từ Thái Bình. Mọi người hãy ủng hộ cho tôi nhé. Tôi tên Phan Thị Vân, số báo danh 127, đến từ Hà Nội. Tôi sẵn sàng để trở thành Miss World Việt Nam 2022. Mọi người hãy ủng hộ tôi nhé. Tôi tên là Phan Thị Thanh Huyền, số báo danh 378. Tôi là người con gái 22 tuổi đến từ thành phố biển Kiên Giang. Hiện tại tôi đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi rất hy vọng sẽ nhận được sự theo dõi và ủng hộ từ tất cả mọi người. Tôi là Phan Lê Hoàng An, số báo danh 018. Tôi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự đồng hành của quý khán giả trong thời gian qua và hãy tiếp tục ủng hộ An cùng các thí sinh khác nhé. Miss World Vietnam 2022. Xin chào, tôi là Phạm Khánh Nhi, số báo danh 486, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Mong mọi người hãy ủng hộ cho Nhi tại Miss World Việt Nam 2022 nhé. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên Phạm Thùy Trang, số báo danh 169, đến từ Hải Phòng. Mọi người hãy bình chọn cho tôi tại Miss World Việt Nam 2022 nhé. Tôi tên Nguyễn Ánh Dương, số báo danh 535, đến từ Hà Nội. Tôi đã sẵn sàng để chinh phục vương miện Miss World Việt Nam 2022. Xin chào mọi người, tôi tên là Võ Thị Thương, số báo danh của tôi là 556. Mọi người hãy tiếp tục ủng hộ cho Thương trong những chặng đường sắp tới nhé. Xin chào mọi người, mình là Dương Thanh Hà với số báo danh là 345 và mình đến từ Khánh Hòa. Sự ủng hộ và yêu thương của tất cả mọi người chính là động lực giúp cho Hà tiến gần hơn với chiếc vương miện. Cho nên là mọi người hãy cùng ủng hộ và theo dõi Hà tại Miss World Việt Nam năm 2022 nhé. Tôi tên Nguyễn Trần Khánh Linh, số báo danh 526, đến từ Lâm Đồng. Tôi sẵn sàng chinh phục đường đua vòng chung kết Miss World Việt Nam 2022. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ số báo danh 526 nhé. Xin chào, tôi tên
Hồ Ngọc Khánh Linh, số báo danh 278, đến từ Đắk Lắk. Mọi người hãy ủng hộ cho Linh tại Miss World Việt Nam 2022 nhé. Xin chào các bạn, tôi tên là Nguyễn Đoàn Hải Yến, số báo danh 305, tôi đến từ Kiên Giang. Các bạn hãy ủng hộ cho Hải Yến trong hành trình chinh phục Miss World Việt Nam 2022 nhé. Hi, xin chào tất cả mọi người, tôi là Phan Thu Trang, số báo danh 121, tới từ Ninh Bình. Mong mọi người sẽ ủng hộ tôi tại Miss World Việt Nam 2022 nha. Tôi là Đinh Thị Hoa, số báo danh 400, đến từ Đắk Lắk. Và tôi đã sẵn sàng để trở thành Miss World Việt Nam 2022. Xin chào tất cả mọi người, tôi tên Bùi Khánh Linh, mang số báo danh 267 và tôi đến từ Bắc Giang. Mọi người hãy ủng hộ cho tôi tại cuộc thi Miss World Việt Nam 2022 nhé. Theo bạn, trong top 38 thí sinh cuộc thi năm nay, cô nàng nào sẽ đăng quang ngôi vị Miss World Việt Nam 2022 và đại diện Việt Nam đến với đấu trường nhan sắc Hoa hậu Thế giới Miss World 2022? Hãy để lại ý kiến của bạn bằng cách bình luận phía bên dưới nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video tổng hợp này của mình. Hy vọng các bạn sẽ nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của mình để đón chờ những video tổng hợp mới nhất về các cuộc thi Hoa hậu và Nam Vương trên thế giới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.